chừng nào. Dạ Phương Quyền mang tên chào ông bà cô chú anh chị bạn nói với kênh nha. Cả nhà ơi, trưa nay đại gia đình của mình đi ra đây xuống cái hầm của Dương ba của mình đó, đi mồi dẹm về nướng mới hành ăn cả nhà. Cắn hột Hương Dương cái hả? Tết là thấy cắn hột Hương Dương là thấy Tết rồi đó. Thì mời ông bà cô chú anh chị bạn cùng đi mò bum bum chan chan với mấy chị mình nha. Mấy chị em. Mò với kẹt mà. Mấy chị em mình đâu rồi? Cắn hết mấy cái hột rồi đó. Rồi dẹp cho tất. Xuống kẹt. Rồi ngồi tống đạp dưới đây. Tống đạp thì quay luôn. Lông con mèo mấy vòng. Bọn con mèo có đưa cái đầu cũng như được cái ngoài. Sợ cho nó đi em. Trời em cũng chung vậy. Buồn đó. Đi nè. Đi gặp lông chày. Này, đi dâu bà cô chú anh chị bạn ơi. Đó lắm gì lắm. Cả thằng đó nó giữ tùm lum tà la kia. Mình kia nó có, nó không có. Mất cái bự cho mình cho cái nào cho hết chứ. Này luôn kẹt. Mở tắt luôn. Cái gì trời? Ốc không à. Bên đây không có đâu. Có một con kia. Chết mày à. Yêu anh kia nè. Anh đánh chết. Ai được một con rồi. Lạnh quá. Kẹt không biết, ổng biết mò mới sợ. Sao không biết trời. Bữa mò có con nào đâu. Con nào không? Nó giống cá nè. Nó không có, nó không. Ủa? Nó không có như con dẹp ở dưới sông. Cá lóc, cá lóc. Ủa bên đây. Ơi, ơi. Con cá hết thồn. Con cá. Con cá gì á? Đừng bước cái đầu. Có gì không kẹt? Bên đây nó mềm sẫm mà, sao có được? Không, mọi trên đây nè. Trên nó kiếm mấy cái lỗ lỗ á. Nó có cái lỗ bên lớn này nè. Ừ, vậy nè, đút cái có nè. Móc vô, cứng chết luôn nè. Móc ra không được. Ông kẹt ngay nhỏ xíu à. Thì đụng nhưng mà mò ra không được. Mới đi ông kẹt cũng lần nào không? Lần nào đi mò không có mò được chứ. Chơi nghe trời. Con nào dơ lên coi, ảnh tiền nó bự nó sợ luôn. Ờ, chỉ mò kia hay lắm. Kia nó nằm im vô. Ôi, con dẹp bự nè. Để cho con có quắn nè. Cá với giò nó lợi quá trời luôn. Cái này nước nó lợi mà đen. Mò vậy biết nào đủ ăn. Mò hồi độc đóng luôn. Lạnh quá. Ui, cá. Cá nào trong hang luôn. Giờ mò bắt chín cá luôn. Có cái hang nó mò trúng hết luôn. Không gì trơn trời. Lên trên đất cứng không ơi. Đất cứng. Đất cứng trên đây nè tại. Không có thì ta gạ cho phát. Ông kiếm con gì em ngoài ông kiếm không kia. Bữa mấy đứa mò hay lắm, mò nhóc chân. Nhỏ nhỏ không à. Kẹt mò hay. Trong hay tạ. Kẹt nhỏ kia kìa phải ăn á. Cái này gì vậy? Cái con này kìa. Hai con. Nè, bắt con cá cho coi. Cá nằm trong. Vô hang không? Đó. Cái gì á? Cá rô phi gì á? Không. Không. Cá rô phi gì á? Ừ. Dạ, chắc lại móc lỗ tai rồi. Mò đụng cá quá.
Thấy không, cá rô phi mà. Được cá rô phi. À. Thôi di chuyển dướng cây kia, dướng cây cà na. Cây cà na nó mới nhiều quá. Nãy giờ cái không hay ngóc chân gì mà. Không có cô động không? Này gì dễ chài không dính. Ê da, rồi. Mấy cái hàm mà còn thấy cá. Nhiều lắm tại. Sao mà vậy em nóng xíu chân ta. Đây. Trời. Ai. Ủa làm trong hang không rồi, nhưng mà khó móc quá. Dạ. Này xuống đây là đầm. Ủa nó nằm trong đây nè. Trong đây nó khó ấy quá. Ui. Ừ. Chân luôn kìa. Có quấn chả ba lửa luôn nè. Lửa với giò một đống luôn. Quá trời luôn cả nhà ơi. Ham luôn. Ủa sao thấy gì con này? Dở như nứt kìa. Cái tay ngắn không tới. Sao vậy hú vậy? móc ra khoảng kẹp qua đây móc nó im nè, nó nằm dưới đây không móc không tới, nó nằm trong hang đó nha, nên là mình phải đưa ôi cái gì vậy, không kẹp làm việc mình, cái mình phải đưa cái tay vô mình cái mình thực sự móc nó ra. Móc hết trơn luôn. Máy cái đầu mình hoài. Mình nó có không kẹt? Nó có không? Để quên kẹt. Đẩy bít lại rồi cắt. Ừ, trong hang này nè luôn à. Mấy người cục đất kêu được. Ba cái lạng của có hả? Được không? Cái mũ đó. Ngọc hồi lên cái tay mình xịn luôn. Trong gì nè. Nó nhỏ quá. Mà thường mình thấy ăn nhẹm dừa nhỏ nhỏ gì đó dễ ăn hơn nếu nhẹm bự. Bự quá nó khó ăn. Ai biết dai quá. Con này bự nè. Nói hoài thôi, để vậy đó mà thằng người thân người nhà đừng hỏi con ở xa lên đó. Ừ, vô cao hơn, nguyện cái chui vô cái chui cao, lớp ba lên, lớp ba na, chẳng sợ. Trong đây nhiều lắm. Ồ, dẹm mà chui vô trong cạt cái trốn trong này. Đi mồi dẹm mà tưởng nó đi bắt cá luôn. Liên tiếp kìa. Kiệt tay dài mà nó không chịu. Bắt dài mà không sợ phụ chia hai bánh thịt. Vậy em đi bự bự không à. Ngồi kiếm cắn chiếc sưng chùi dụ mặt luôn. Không móc con này ra được. Để đi nó té lật phạch luôn đẩy cái mặt lại. Mà lần nội đâu có đem mặt đâu mà. Wow tới nữa. Mà lần nội có đem mặt không cha. Gai. Móc bây giờ mới ra. Không có đẩy mặt đâu. Tự nhiên mặt đẩy giờ đi dưới. Phụ nhẹm cho bá luôn. Đúng rồi. Đi rồi. Qua đây. Quá trời bự. Ở đâu có rồi kìa ơi. Thiệt là điếu rình.
Đây nó có đây nó cây sậy không à. Đây là cây sậy không à. Ê. Mấy cái cây này nè. Dễ nó không à. Không có ách gì đó. Rồi nó có. Không có ớt. Hàng cá chả bá lửa. Sao bên đây nó không có gì em ta? Ốc ốc. Sao đây nó không thấy gì chứ? Bên này nó có mùi gì ta? Thơm. Đi qua đây nè. Hả, nó có cái mùi gì á? Ông kẹt ông mò ông la quá, mùi gì hoài vậy? Mùi thơm đặc biệt. Anh có ớt kìa. Ơi có ớt kìa kẹt. Mấy hàng trên bờ không dám mò. Nè, giấu vỏ ớt nè. Kê cho ngay cái gì có để dùng cái miếng ngủ ở đây luôn. Để trên ấy để cho. Ừ, kê trên nó có trên luôn. Chết. Tao mò ăn ớt cho mày coi nè. Dạ. Đúng. Ủa sao nhóm một lần giảm nhiều lắm mà. Đi qua mọi như vậy. Không tới được. Ơi, con ớt trong đây nè. Bắt đi. Không bắt được. Trời ơi, không được. Không, kẹt bắt không được, nó lọt ở dưới. Thôi đút cái tay đây nè, con ớt nhúc nhích trong đây nè. Nắm ra. Lọt cái cây vô rồi tao chưa. Sâu quá à. Sâu quá này. Chớ cái cây giống luôn. Ngồi dẹp mới được. Ngồi dẹp lên cho Diện Hai không ăn. Nè. Về cống lạnh này kìa. Trời mẹ xin thiếu tháng gì vậy mẹ. Lạnh quá trời lạnh. Tao xanh mày thiếu tháng hả? Giống xanh có 3 tháng 10 ngày. Bên đây toàn hang cá không mà. Ủa đó. Ôi. Ở đây dấu giò ớt quá trời luôn nè. Mà không thấy hang. Bên kia không có hả Kiệt? Không. Đi hình với vai. Bé Âu, bé mớp không? Bé mớp không gì ba? Dạ chưa? Bé hết nha. Bé cái này nè. Cái này được nè. Cái này nè. Cái này cũng được. Sâu. Mày húi quá. Đây chừng nó chạch lỗ lúc đầu rồi đó. Chạch chạch cái mớt đó con. Ở đó dài dài ra nó cạn cái xuất sát đó một bình nữa sâu. Để cái mớp này. Mở hông nè.
thấy không? Được hai cái móc. Dạ, cái này hai cái móc này về nấu canh nè. Rảnh quá đi ra mẹ chơi lô tô đập mũi. Ủa cái bự ghê. Đây là ngồi im chỗ hồ mũi nhóc. Sao không thấy mình đang quá dẹm? Mà đi húi. Đi húi. Đi về quán đi. Đây nè ông bà cô chú anh chị ơi, mấy cha mình mò nó giờ được có nhiêu à, tại vì không ngày mò hoài nó cũng hết nữa, để được ba trái mớp này đem về nhà nấu canh được rồi, tại vì mình mò cho dưỡng hai của mình ăn á, nên là để lại đây cho ổng nướng, ổng làm gì ổng ăn ổng làm nha, mấy cha mình về tắm thì video tới đó Hương Nguyệt xin khép lại nha. Hương Nguyệt xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video. Nhà hay video hay do Hương Nguyệt xin một lượt like, một đăng ký để giúp Hương Nguyệt có nhiều clip mới. Hẹn bà cô chú anh chị bạn clip sau. Xin chào.